đồng, thương ngọn cỏ đang chờ mong, thương anh có hay không. Mơ say đắm duyên cùng nhau, mơ khi gió sương bạc đầu, mơ tay nắm tay về sau. Rơi vào ánh mắt liệu trong đôi mắt ấy đã có ai chưa, hay còn chưa. Chào thầy. Cô cứ gọi bằng con được rồi. Sao mà được, phải gọi bằng thầy cho phải phép chứ. Mà sáng sớm thì bắt ốc rồi hả? Dạ. Cô chuẩn bị về Sài Gòn hả? Đúng rồi, ở trên có việc mà. Ê, có điện thoại. Nghe. Xe tới rồi hả? Rồi, được rồi. Tôi ra liền. Xin phép thầy, xe tới rồi tôi đi thôi. Dạ, cô đi cẩn thận. Chào thầy. Trong này gần cục wifi, mạng mạnh hơn. Có ai hỏi đâu mà trả lời. Sắp tới giờ lên lớp rồi đó. Ra liền. Sổ nào mới mua cho đẹp không? Rồi công thức đâu? Sao trống trơn vậy? Trong đầu thầy. Thì mẹ em nói em mất gốc rồi mà. Không biết, không nhớ một cái gì hết. Nếu mà biết một chút ít nào á thì không tới mức về quê tìm thầy rồi. Biết quy tắc nắm bàn tay phải không? Biết. Ừ. Ừ. Nè. Thiếu đâu một con gà rồi. Chắc chắn là nó rồi. Thằng An. Mày trộm con gà của ông Tám đúng không? Nói. Mày giấu con gà ở đâu? Hả? Mày cứng họng hả mày? Để tao coi mày cứng họng được tới bao giờ. Thằng mất dạy. Không cha không mẹ cho mày. Chết quách cho nhờ. Mày trừng mắt không? Mày trừng một lần nữa thôi. Ô Vĩ, mày về nào vậy? Mày về sao không nói tao ra đón? Chuyện mình từ từ nói. Mày đang nói máu be be bét rồi kìa. Tha cho nó đi. Hơn cho mày đó thằng chó. Tao mà thấy mày đang cắp thêm một lần nào nữa thì chết mày em vậy thôi. Biến đi mày. Sao thầy thằng anh vắng tấn vậy? Ai mà biết, em đi mà hỏi ổng. Cái gì không biết thì phải tự nghĩ rồi đưa ra kết quả, chưa gì mà đi hỏi thầy. Không chịu động não hay chi, anh học tốt là phải. À, em biết rồi. Biết gì? Biết rồi phạt anh đó. Phạt sao, tại sao?
sẽ anh nếm mùi khổ của việc lao động chân tay, cảm thấy việc học nhẹ nhàng hơn nhiều. Lát nữa em sẽ đi hỏi thầy coi em đoán đúng không. Thầy Sơn ơi, thầy Sơn, sao vậy? Em không biết anh này. Tìm thầy Sơn có việc gì không? Thầy Sơn có mua gạo nên là tôi đem qua đây thôi. Hình như thầy Sơn ở trong á. Ủa? Con chào thầy Sơn. Ừ. Dạ. Cảm ơn em. Mang vô bếp giùm tôi. Mấy học trò mà có nhu xin, cứ chờ đó đi. Đợi 2-3 tháng nữa tôi qua được cái ải này, mẹ tôi xuống đón á. Coi có yên thân với tôi không. Cái này là 3 kg, 1 kg 20 ngàn, là 60. 60 ngàn nè. Cảm ơn em nha. Dạ. Nghe nói em học đại học kiến trúc trên Sài Gòn hả? Dạ đúng rồi. Rồi định học xong có về quê không? Em cũng chưa biết nữa, nhưng mà chắc là học xong em sẽ ở lại luôn. Tại vì em cũng quen nhịp sống ở trên Sài Gòn rồi, nên là về quê cũng hơi chán. Dạ vậy thôi em về nha. Ừ. Cái này là ngôn ngữ ký hiệu hả? Tao đâu biết, mà thấy cũng giống á. Vì chắc là nó. Thầy Sơn, ừ? Cái đó gọi là ngôn ngữ ký hiệu hả? Ừ, đúng rồi. Dạy em đi, em muốn học. Bán hết rồi là bán hết rồi, được ăn ngon. Không biết hôm nay ăn gì, không biết hôm nay ăn gì, ăn gì đây, ăn gì đây. Rượu có bài giống như sách trùng vết thương, cái chừng bị nhiễm trùng đó. Không cần. Đưa đây tôi xử lý vết thương. Không tốn nhiều thời gian đâu. Rồi rác chút, chịu khó đi. Có đau lắm không? Không. Trong đây có thuốc kháng viêm, ăn xong rồi uống.
Làm sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Sao trễ rồi? Không về đi. Nay nội đi ăn đám giỗ. Thì sao? Nhà không có ai hết á. Sợ ma hả? Thầy không sợ chắc. Chỉ có trẻ con mới sợ mấy thứ tào lao vậy thôi. Tào lao đâu mà tào lao. Gặp đi rồi biết. Vậy em gặp chưa? Hên là chưa đó. Chứ mà gặp rồi á, giờ không còn ngồi ở đây đâu. Sao vậy? Bệnh tim. Thở bên tim 3/4. Gặp chắc trụy tim. Chắc ngủm luôn quá à. Má ơi gì vậy? Sao tự nhiên cúp điện rồi? À! Sao thắp nhiều đèn dữ vậy? Nhiều đâu, vậy mới đủ sáng. Thầy sợ bóng tối đúng không? Đúng không, đúng không? Không, không có sợ, chỉ là không thích thôi. Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình mà, không có gì phải giấu hết á. Sao nay trăng sáng như vậy ta? Thì cũng sắp tới rằm tháng 8 rồi. Ủa? Vì là sắp trung thu rồi. Hèn chi trăng tròn vậy. À mà thầy, em nghe nói mình đi tới đâu á thì trăng sẽ theo tới đó đúng không thầy? Do cảm giác thôi. Thực tế thì mặt trăng cách trái đất mình khoảng 384.400 km. Mà khoảng cách của mình di chuyển trên trái đất thì quá nhỏ so với khoảng cách đó, nên góc nhìn của mình sẽ không hề bị thay đổi. Ngoài ra, não bộ của em cũng sẽ tự động so sánh vị trí của mặt trăng với vị trí của mọi vật đang di chuyển trên trái đất. Chính vì vậy mà em sẽ có cảm giác là mặt trăng luôn đi theo em. Vậy có nghĩa là trăng có đi theo mình? Cứ cho là vậy đi. Ở thành phố làm sao mà thấy được mấy cảnh này? Hay là có mà mình không để ý ta? Đúng rồi, đèn nhà, đèn đường lúc nào cũng sáng trưng hết, thì không có lý do gì mà tìm ánh sáng từ trăng hết á. Mà thật ra không chỉ có mặt trăng là biết đi theo mình đâu, mà mấy ngôi sao cũng vậy nữa. Chẳng qua là mấy ngôi sao nhỏ hơn, cho nên là người ta chỉ thường chú ý vào mặt trăng thôi. Sao thầy biết ngôn ngữ ký hiệu vậy? Em gái tôi là người điếc. Tôi học để giao tiếp với nó. Vậy giờ em gái thầy đâu? Nó bị tai nạn giao thông. Mất rồi. Dạ xin lỗi thầy. Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi. Vậy Quỳnh giống em gái thầy hả? Ừ. Nhưng mà Quỳnh thì đáng thương hơn. Sao vậy? Bản thân Quỳnh được học ngôn ngữ ký hiệu, nhưng mọi người xung quanh thì không ai biết, cho nên Quỳnh vẫn có cảm giác bị cô lập. Vậy muốn nói chuyện với Quỳnh á thì hơi khó rồi. Nếu mà lần đầu gặp Quỳnh á thì không ai biết Quỳnh bị vậy đâu. Giống như em nè, lần đầu gặp Quỳnh đâu có biết đâu. Thì cũng chính vì vậy mà có lần Quỳnh xém bị người ta đánh. Ủa gì vô duyên vậy? Quỳnh làm gì mà người ta đánh Quỳnh? Lần đó Quỳnh đi xe, dừng đèn đỏ, rồi xe sau bóp kẹt muốn chạy lên, nhưng mà Quỳnh thì đâu nghe được đâu. Cái người ta liền đánh vô cái yên xe, làm Quỳnh hết hồn, té xe. Trời ơi, cọc cằn thô lỗ vậy? Cũng đâu trách được người ta. Người ta làm vậy là tại vì muốn né xe cứu thương phía sau. Cũng đâu ai muốn vậy đâu. Thật ra người điếc họ thiệt thòi nhiều cái lắm. Giống như người Việt với lại người nước ngoài vậy đó. Bất đồng trong ngôn ngữ hạn chế nhiều cái lắm.
Nếu cuộc đời này là màn đêm bo lấy Quỳnh á, thì em nghĩ thầy chính là vì sao trên bầu trời của cô ấy. Tôi nghĩ ngôi sao đó là người khác. Thầy nói Quân hả? Quên. Thầy dạy em ngôn ngữ ký hiệu đi. Chị, em cũng muốn giao tiếp với Quỳnh. Ừ, nếu vậy thì để tôi dạy em mấy cái cơ bản thôi, chứ dạy mấy cái khó hơn thế nào em cũng không học được đâu. Cảm ơn thầy. Không cần phải nhắc cái chuyện em dốt vậy đâu. Cậu muốn học không? Muốn. Chào. Nè. Chào đây vậy nè. Sao đi phải gần lại. Chào vậy. Ừ. Sao mình không phải chào vậy mà phải chào vậy? Không chào vậy. Cậu muốn học không? Dạ muốn. Chào. Cảm ơn là như vậy. Cảm ơn. Hoặc là như vậy. Ngọn cỏ đang chờ mong. Nghe đây để nghe nè. Xin lỗi. Xin lỗi. Cái tay em phải để như là mình nhìn nè, rồi cái mặt em nhìn nè. Cứ thành tâm vô. Còn không. Tay em để thẳng ra đi. Thẳng cái bàn tay này ra. Rồi cái phần mặt nữa. Vậy còn yêu thì làm sao? Học cái này cũng thú vị ghê á. Có điện rồi kìa. Ủa vậy? Về hồi nào vậy? Mới về hôm nay. Hoa mây tàn nắng sớm hương thơm mái tóc. Liệu trong đôi mắt ấy đã có ai chưa? Hay còn chưa?